thừa biết nhất. Mày thừa hiểu. Mày tốt hay xấu nha, danh dự của mày là nằm trong lòng bàn tay của tao. Vậy thì cái đẳng cấp đó của tao đó nha, với mày đó, ai hơn ai? Tại sao mình sống mà phải để cho đó nha, người ta nắm thớp mình, người ta nắm cái danh dự của mình. Cái đó là cái đẳng cấp của mày đó hả? Đó là cái level của mày đó hả? Mày đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tao, cái danh dự, cái danh giá của mày ha, là nằm trong lòng bàn tay tao, thì làm sao tao không cùng cái level với mày được? Tôi xin thề với tất cả cộng đồng mạng, những gì Vương Anh của tôi nói, nếu tôi nói sai cho nó nha, trời chu đất diệt tôi. Nếu tôi lên mạng chỉ vì câu like, câu view hay là vì một cái mục đích quyền lợi nào, hoặc tôi nhận bất cứ một đồng bạc nào của ai để tôi đi lên thoát mạ sỉ nhục nó vô cớ, cho trời chu đất diệt tôi, cho tôi bị tai nạn thảm thiết. Và những gì Vương Anh của tôi nói là hoàn toàn là sự thật về cuộc đời của nó và về thân phận của nó và cả những cái sự dâm ô, dâm loạn, đê tiện của nó. Tôi đéo được cái gì trong những cái câu chuyện này ngoài hao hơi tổn tiếng, nhưng tôi thấy những việc nó làm đi quá xa với lương tâm giá trị một con người cho phép. Và nó đang đi thao túng tâm lý những người dân nghèo, những người dân trí thấp, để người ta lầm đường lạc lối, tin tưởng nó, trở thành một nạn nhân của nó. Bởi vì ông nội của tôi là một liệt sĩ, hai bác của tôi là liệt sĩ, cô của tôi là giao liên, còn hai bác của tôi nữa là thương thế binh, còn ba của tôi là một người lính trở về từ chiến trường Campuchia đã bị rất là nhiều miễn trong cơ thể. Cho nên vì lẽ này tôi cảm thấy tôi cần có trách nhiệm, cần phải lên tiếng và nói những gì công tâm để giữ gìn cái giá trị cho con người Việt Nam mà ông bà của tôi đã hy sinh, các bác của tôi đã hy sinh cho đất nước Việt Nam, con người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi cảm thấy đau lòng cho cái sự hy sinh của ông bà của mình, của gia đình nhà mình. Cho nên từ chỗ đó, tôi nói rằng ông bà của tôi có thể chết được, có bị chặt đầu, mổ bụng được. Ông của tôi, bác của tôi chết, bị chặt đầu, mổ bụng, họ dám chết cho đất nước Việt Nam, họ dám hy sinh sinh mạng, một cái tương lai của họ cho đất nước Việt Nam, thì phận làm con làm cháu như tôi á, đóng góp những cái tiếng nói thì tại sao tôi làm không được? Ông bà tôi còn dám chết mà, các bác tôi còn dám chết cho đất nước Việt Nam mà, tại sao những cái sự thật, đúng không, á, những cái lời nói của tôi mà tôi không nói được? Mà không phải ngoài gia đình của tôi, còn có rất là nhiều gia đình khác nữa, họ đã hy sinh. Họ hy sinh được, họ chết được. Vậy tại sao buộc mình làm phận con cháu ở trong cái...